Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Chi Nhau Bách Nguyễn. Đã quá lâu rồi mình không phát hành những video clip dạy cho mọi người học tiếng Thái cơ bản đúng không? Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại đây, mình sẽ hứa là cố gắng siêng năng chăm chỉ để phát hành thật là nhiều video clip dạy tiếng Thái cơ bản cho mọi người. Như ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau học đếm số tiếng Thái nha. Hồi nhỏ mà học tiếng Anh rồi biết đếm số được tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5 gì đó là mọi người đếm miết luôn đúng không? Là rất là vui tại vì mình biết được đếm số một thứ tiếng khác. Và ngày hôm nay dạy cho mọi người biết đếm số được trong tiếng Thái. Rất là dễ luôn nha. Ví dụ như á, mình đếm từ 1 tới 10. Sau đó cái 11, 12 mình ghép 10 với 1, 10 với 2 v.v. Kể vậy tiếng Thái y chang luôn mọi người. Tiếng Thái nói chung là cơ bản đơn giản. Giống như con chó thì mình nói cái đó nó sủa cho nó nè. Ăn mã đi. Mình hỏi lên mã nè. Bắt đầu không là sủn. Sủn, đọc là sủn nha mọi người. Một là nừng, nừng. Hai là sỏn, sỏn. Ba là sảm, sảm. Giống như am ở am, sảm sảm, ngã sảm vậy đó. Bốn là xì, xì. Năm là ha, ha. Mọi người, tại vì trong tiếng Thái có cái dấu lên giọng á, mấy thô á, lên giọng rồi xuống giọng, cho nên là mọi người phải ha, chứ không phải ha, 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 không phải nha. Ha. Sáu là hụt, hụt. Mình ở bên tiếng Việt mình có chữ cờ, cái này nói nhiều lần rồi, mình đọc là mình sẽ đọc là học, học, học đúng không, học ngậm miệng lại. Nhưng mà tiếng Thái á, chữ co cày đứng cuối làm phụ âm cuối mấy cột á thì sẽ là đọc và mình không ngậm miệng, học, học. Bảy là chệt, thì cái con chó này nó muốn học hay sao. Tám là pẹt, pẹt là mình chữ pờ bật môi nha mọi người. Pẹt chính là cao, cao, cao đó, cũng lên giọng luôn. Mười là xịp, xịp, xịp. Đó. Thì từ 1 tới 10 mọi người, không tới 10 mọi người đọc lại nha. Sủn, nừng, sỏn, sảm, xì, ha, hụt, chẹt, bạc, cao, xịp. À, xong 10 số thì rất là đơn giản, mọi người ráng học thuộc nha, mọi người ráng học thuộc. Khi nãy á, mình nói nó ghép như tiếng Việt là sao rất là dễ. Tức có nghĩa là mình làm 10, 1, 11. Thì tiếng Thái cũng như vậy luôn. 10 là gì mọi người? 10 là xịp. Một là gì? Một. À xin lỗi. 11 thì nó hơi bất nguyên tắc cho nên là mình sẽ nói sau nha. Nói sau. 12 là 12 đúng không? Thì 10 là xịp, 2 là sỏn. Thì mình ghép lại là xịp sỏn. Xịp sỏn là 12. Ừ, xịp sỏn là 12. Tương tự như vậy mọi người thử ghép coi. 13 là gì? Xịp sảm. Đúng rồi. 13 là xịp sảm. 14 sẽ là xịp xì. 15 sẽ là xịp ha. 16 sẽ là xịp hụt. Xịp chẹt là 17, tại vì chẹt là 7. Xịp pẹt là 18. Xịp pẹt nha mọi người, pẹt, pẹt. Xịp cao là 19. Xịp cao là 19. Đó, rồi, bây giờ quay trở lại với cái con số trước khi qua hàng 20 á. Lại có cái nguyên tắc để nói thì mình quay lại cái con số 11. 11, không, 1 là nừng, 10 là xịp, không phải là xịp nừng nha mọi người. Trong tiếng Thái cái quy định đó là khi mà 11 á, 11 á là sẽ là xịp ẹt. Mình đọc là xịp ẹt. Xịp ẹt nha mọi người, ẹt. Giống như là con ẹt, 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 mình là ẹt. Xịp ẹt là 11, không có xịp nừng là hoàn toàn sai. Cho nên là mọi người phải là xịp ẹt. Như vậy thì mình có từ 11 cho đến 19 như nè. 10 tới 19 đi. Xịp, xịp ẹt, xịp sỏn, xịp sảm, xịp xì, xịp ha, xịp hụt, xịp chẹt, xịp pẹt, xịp cao. Đó là từ 10 cho đến 19. Đầu từ hàng 20 trở lên thì có một cái nguyên tắc tiếp theo. Nguyên tắc của hàng 20 là gì? Mình sẽ đọc là di, di xịp, di xịp là 20, di xịp là 20 nha mọi người. Rồi bắt đầu thì 21, mới nãy á, số 1 cái nguyên tắc đó là ẹt đúng không? Thì 21 sẽ là di xịp ẹt, di xịp ẹt, đó, di xịp ẹt. Nhưng đến 22 á, thì không phải là di xịp di nha mọi người. Hồi đó mình học á, là cái lỗi đó là dường như là mọi đứa bạn trong lớp đều mắc luôn á. Tự nhiên đếm cái trớn đếm di xịp thì cứ tưởng là tới 2 thì 22 là di xịp di, nhưng không phải. 22 thì số 2 trong cái hàng đơn vị của 22 thì vẫn là sỏn nha mọi người. Thì là 22 là di xịp sỏn, di xịp sỏn. 23 tương tự ghép vào, di xịp sảm. 24 là di xịp xì. 25 là di xịp ha. Rồi tương tự 26, 27, 28, 29 là di xịp hột, di xịp chệt, di xịp pẹt, di xịp cao. Tới hàng 30 sẽ là sảm, rồi xịp, sảm, xịp là 30. Sảm, xịp là 30. Tương tự tới hàng 40 thì mọi người cũng ghép như vậy. Xì, xịp là 40. Đó, rồi ha, xịp là 50, hột, xịp là 60,
chệt xịp là 70, tạt xịp là 80, cao xịp là 90, đến 100 không có xịp xịp nha mọi người. 100 thì mình một lát nữa bắt đầu mình sẽ dạy hàng trăm trở lên. Rồi bây giờ quay trở lại thì tương tự như vậy, mình có 30, 40 tới 90 là mọi người là biết rồi đúng không? Ghép cái số với lại xịp là ra cái mươi hàng 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 chục đó. Nhưng mà rồi tương tự như vậy, ví dụ 31 sẽ là 38, tương tự 37, 33, 34, 32 đến 30 cao là 39. Rồi qua xì xịp rồi 41 sẽ là gì mọi người? Ed, nhớ nha, mốt luôn là ed kiểu vậy, là xì xịp ed. Tương tự cho đến xì xịp cao, rồi 20 là 50. Rồi tương tự như vậy tới 20 ed, 60 ed, 70 ed, 80 ed, cao xịp ed. Tương tự tới cao xịp sỏn, cao xịp sảm, cao xịp xì là 94, cao xịp ha là 95, cao xịp hột là 96, cao xịp chệt là 97, cao xịp bạc là 98, cao xịp cao là 99, cao là 9, xịp cao là 99. Bây giờ tới hàng trăm nè. Hàng trăm thì mọi người sẽ đọc là rói, rói, ro, o, do, máy thô, rói. Cái con chó này thì khởi tiếng quá luôn. Hàng nghìn là thanh, thanh, pa pa pa. Mọi người pờ bật hơi nha, pờ xì hơi. Thanh, pa, à, no, thanh, à, thanh. Hàng chục nghìn, chục là xịp, nghìn là thanh. Rất nhiều bạn học tiếng Thái sẽ lộn là xịp thanh, nhưng mà nói như vậy là không cái cách nói sai. Mà hàng chục ngàn nó sẽ có luôn một cái từ cho chục ngàn, đó là mừng, 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 mừng nha mọi người, là chục ngàn. Trăm ngàn cũng tương tự như vậy. Trăm mới nãy mình họ mới học là rói đúng không? Ngàn là thanh, không phải là rói thanh, mà sẽ là có một cái từ riêng luôn, đó là sản, sản, sản. Ừ, đó là hàng trăm ngàn. Và triệu sẽ là lán, lán, lán là triệu, đọc là hàng triệu. Mình ôn lại nha, hàng trăm mình có xịt rồi nè. Trăm là rói, nghìn là thanh, chục ngàn sẽ là mừng, trăm ngàn sẽ là sản, hàng triệu sẽ là lán, rói, thanh, mừng, sản, lán. Ví dụ là 100 sẽ là nừng, rói, 100. 200 sỏn rói, à lên hàng trăm thì không có di nữa nha mọi người, ý là cái di 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 của hai là ở hàng chục thôi. Hàng trăm sẽ là sỏn rói bình thường. 300 sẽ là sảm rói, xì rói sẽ là 400, ha rói là 500, hụt rói là 600, chệt rói, bạc rói, cao rói là 900. Rồi tới hàng ngàn sẽ là nừng phanh, nừng phanh là 1000. Tương tự như vậy, sỏng phanh, sảm phanh, xì phanh, ha phanh, hột phanh, đến cho cao phanh, rồi lên đến hàng chục ngàn, ví dụ 10 ngàn đi, sẽ là nừng mườn, 20 ngàn sẽ là sỏng mườn, 30 ngàn sẽ là ba, ba là sảm, chục ngàn sẽ là mườn, là sảm mườn, 40 ngàn, bốn là xì, chục ngàn sẽ là mườn, thì là xì mườn, đó, tương tự như vậy. Rồi bây giờ ví dụ 500 ngàn, năm là mình có ha nha mọi người, ha, trăm ngàn là sản, thì mình sẽ có là ha sản, đó là 500 ngàn. Vậy 600 ngàn là bao nhiêu? Hột sản, đó. 700 ngàn sẽ là chệt sản. Rồi đến 1 triệu, 1 triệu, 1 là nừng, triệu sẽ là lán, 1 triệu sẽ là nừng lán. Rồi tương tự như vậy, 2 triệu sẽ là sỏng lán, sảm lán, xì lán, đến 9 triệu sẽ là cao lán, nhưng mà 10 triệu sẽ là xịp lán. 10 là xịp lán luôn mọi người, 10 triệu là xịp lán luôn. Rồi, 11 triệu. 11 triệu, cái 11 là lại quay về cái hàng chục đó mọi người nhớ không? 11 sẽ là xịp ẹt. Xịp ẹt, cho nên là 11 triệu sẽ là xịp ẹt lán. Đó, 11 triệu sẽ là xịp ẹt lán chứ không phải là xịp nừng lán mọi người, là sai. Rồi, 12 triệu sẽ là xịp sỏng lán. Tương tự như vậy quay trở lại ví dụ 21 triệu. 21 triệu thì 20 cái hàng 20 á, thì bữa nay mình nói là dùng di ở chục đó sẽ là di xịp đó mọi người nhớ không, 20 là di xịp, 21 sẽ là di xịp ệt, vậy 21 triệu sẽ là di xịp ệt lán, di xịp ệt lán. Thêm một cái nguyên tắc cần nhớ nữa, mới nãy thì từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm luôn thì một sẽ là ệt đó, ệt ệt ệt, ví dụ 11 là xịp ệt, 21 là di xịp ệt, 31 là sảm xịp ệt đúng không? Nhưng mà ví dụ từ hàng trăm trở lên á thì là ví dụ như là 101 thì 101 y như là 100 và thêm 1 vậy đó, cho nên là nừng rói ẹt nha mọi người. Nhưng mà 111 sẽ là 100 là nừng rói, 11 là xịp ẹt, thì 111 sẽ là nừng rói xịp ẹt, nừng rói xịp ẹt. 121 sẽ là nừng rói di xịp ẹt, nừng rói di xịp ẹt nha. 131 sẽ là nừng rói xảm xịp ẹt,
Đó, tương tự như vậy cho đến 191 sẽ là nừng rói cao xịt ẹt. Rồi sau khi mà mình học được số đếm xong á, thì số đếm ứng dụng rất nhiều trong một cái việc, ví dụ mình đi du lịch mình cũng cần biết số đếm để mình chi tiền nè mọi người, đúng không? Đó, cho nên là học đếm số cũng là một cái bài rất là ok. Ê, bây giờ sẵn bữa trước á, mình đi Thái thì thành ra là mình còn giữ một mớ tiền Thái nhưng mà không có đủ các mệnh giá của tiền Thái Lan đâu. Có tiền đồng với tiền 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 giấy đây cho mọi người xem. À, tiền giấy của Thái Lan á, bây giờ là bắt đầu sản xuất polymer rồi nha mọi người. Hồi xưa chỉ là giấy thôi, bây giờ polymer, cái tờ polymer rất là đẹp luôn. Đây, đây là tờ gì mọi người, có 20 nè, số 20, 20 đọc sao, di xịp, di xịp, nhưng mà bạc thì thêm đơn vị tiền của người ta vô thôi, là di xịp bạc, di xịp bạc, di xịp bạc là 20 bạc đó. Còn đây là cái tờ là đây, còn tờ di xịp bạc với lại cái này là mọi người biết nhiêu không? Cái này là 100 bạc thì nói sao, 100 là nừng rói bạc, là 100 bạc nừng rói bạc nha. Đó, rồi mình cũng không có tờ 500 bạc với lại 1.000 bạc. 500 bạc sẽ là ha rói bạc đó, còn 1.000 bạc sẽ là nừng thanh bạc, nừng thanh bạc nha mọi người. Rồi tương tự tiền đồng á, tiền đồng thì Thái Lan vẫn còn giữ để mà họ sử dụng, và mình thấy là họ sử dụng rất là thiết thực luôn á. Hồi cái đợt mà Việt Nam mình sản xuất tiền đồng xong sau đó mọi người rất là thích thú, nhưng mà sau đó từ từ kiểu như là nó không có quá tiện lợi, thế là bây giờ cái tiền đồng Việt Nam bị bỏ đi luôn rồi. Tiền đồng của tiếng Thái trong 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 Thái Lan, trong của Thái Lan á, tiền đồng của Thái Lan thì nó sẽ có những cái đồng, có mấy cái đồng nhỏ nhỏ nữa kêu là satang, satang, satang là cái đơn vị tiền rất là nhỏ luôn. Rồi 100 satang thì đổi là 1 đồng, tương đương với 1 đồng, 1 đồng nha mọi người. À, tương đương với 1 bạc, 1 bạc sẽ là nừng bạc, nừng bạc đây, cái đồng 1 bạc, đồng 1 bạc, nói chung là chắc để hình cho mọi đồng là 2 bạc, 2 bạc màu vàng, vàng đồng, 2 bạc là sỏn bạc, 10 bạc đó là xịp bạc, xịp bạc. Cái đồng xịp bạc này rất là đẹp, cái đồng xịp bạc này thấy rất là đẹp, ở giữa là có màu vàng đồng hình đức vua, rồi ở xung quanh là viên trắng viên bạc. Xịp bạc, 1 bạc của Thái Lan bây giờ tương đương là như này, có thời kỳ 1 bạc sẽ hơn 700 đồng, 700 mấy chục đồng á. Cơ bản là tiền Thái với tiền Việt, nó tiền Thái nó cao hơn, cái mệnh giá nó gọi đổi ra quy đổi ra thì cao hơn, đúng không, cao hơn một chút, nhưng mà cơ bản thì khi mà mình du lịch Thái Lan á thì mọi người thích ở một cái điểm, đó là cái giá cả của sản phẩm bên đó nó đổi ra nó sẽ xem với cái giá cả của những cái sản phẩm bên này, thành ra là tiền mình bên này xài bao nhiêu thì qua bên đó xài cũng bấy nhiêu, hoặc là cơ bản là sản phẩm nó nhiều đa dạng nữa, thành ra mình cảm thấy là mua được nhiều và rẻ hơn nữa, là như vậy. Cho nên là cái tâm lý mình thích đi du lịch Thái Lan là như vậy đó mọi người. Như vậy là ngày hôm nay mình đã học được đếm số, mọi người ráng ôm số nha, để mình biết được số đếm trong tiếng Thái, và mình đã biết được tiền tiền của Thái Lan. À, đúng không? À, và với những cái con số này thì hôm sau mình sẽ thực hiện một cái EP tiếp theo dạy cho mọi người cách đếm thời gian ngày tháng năm. Thời gian ngày tháng năm cũng phải dùng số, nhưng mà về cái thời gian, những cái từ chuyên của chuyên môn, những cái từ về thời gian á, nó sẽ có rất nhiều và nó sẽ hơi khó dùng một chút xíu, cho nên là mọi người ráng học số để hôm sau mình học tiếp thời gian nha mọi người. Rất là mong mọi người sẽ nhấn like, nhấn share cho video này, cũng như là nếu mà yêu thích thì hãy nhấn subscribe cho kênh Tri Giang Bách Nguyễn nha mọi người, giới thiệu thêm cho bạn bè người thân của mình biết luôn. Ở trên này thì mình sẽ hát tiếng Thái, học tiếng Thái và nói tiếng Thái nữa. Còn bây giờ thì bye bye, sorry.